Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha. Thì hôm nay em tiếp tục quay vườn của Trang cho anh chị em mình giao lưu 20 mã số và một lô mai sắn ha. Thì em sẽ báo chi tiết kích thước hết cho anh chị em mình coi clip mình thích mã số mấy thì anh em mình cứ liên hệ trực tiếp bên nhà vườn giùm em nha. Số điện thoại thì nhà vườn em sẽ để tên cái tiêu đề, anh em mình cứ việc liên hệ để mình được tư vấn những cái vấn đề mà anh em mình chưa nắm rõ ha. Hàng ra tới thì vẫn là kiểm tra hàng thoải mái, đúng cây đúng chất lượng trên video thì anh em mình sẽ thanh toán tiền cho nhà vườn. Anh em mình bắt đầu cái lô đầu tiên ha anh em. Cái này là không mã số ha. Mai xoắn ở đây thì nhà vườn bán hiện tại cho anh em mình là giá là 60.000 một cây ha. 2 cây thì gửi hàng không bao ship, còn 5 cây thì mình sẽ được bao ship trọn gói luôn nha. Anh em mình cố gắng lấy số lượng từ 5 cây đổ lên để mình được bao ship. Mai xoắn này thì hàng ghép gốc nhớt, có quấn rễ, rễ cũ trung bình tay cái cho đến ngón chân cái của mình ha. Ghép cái chột thì cũng tầm khoảng 8-9 tháng tuổi, chột ghép già. Cây này về thì anh em mình có thể là chơi bông Tết nhưng mà nó nổi lai gai tại vì nó có mấy chục ngàn cây anh em ha. Cái này á thì anh em mình về có thể là sang qua chậu C7, C8 cho nó bự hơn, anh em mình dễ chăm sóc hơn nha. Đây, giá cũng tương đối là khá là rẻ ha. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ bắt đầu mã số nha anh em. Riêng cái mai sắn đó thì anh em mình mua bao nhiêu cây thì mình cứ liên hệ trực tiếp bên nhà vườn. Rồi bắt đầu là mã số 1 cho anh chị em mình luôn. Dạ Hữu Đức ghép gốc nhớt và mùa liền cốt 100%. Cái củ nở rất là to nha anh em. Đây, cái củ nở to hơn cái cổ tay của em luôn nha. Đây, cốt ghép liền 100%. Cốt ghép này cũng tầm khoảng 3-4 năm tuổi nha anh em. Chột ghép bằng ngón chân cái, cây tàn toàn, nụ đẹp ha. Nguyên báo mã số là tất cả các cây nụ đều đẹp cho anh chị em mình như vậy để anh em mình về chơi Tết nha. Nụ cực kỳ đẹp luôn, nụ vàng và chắc ha. Mã số 1 400k nha anh em. Chiều cao khoảng 60 ha. Ở đợt trước mình quay cũng ngang cái mí là khoảng 60 thì em giảm báo cho anh em 60 luôn. Rồi tiếp tục là mã số 2, giá là 350k. Chiều cao 55cm, vẫn là hàng ghép gốc nhớt liền cốt 100%, cốt ghép bằng tay cái cũ đây nè, bự bằng cổ tay luôn ha, cái phần ghế đây nó bè. Quay, em thấy quay cho Trang thì báo mã số cho anh em mình rất là rẻ ha, quay lần nào cũng hết mã số hết rồi anh em. Ha, nên cái đa số là cái cây già tại người ta làm tại vườn tại nhà nên người ta bán cái giá hữu nghị cho anh em mình ha, nên anh em mình ủng hộ rất là mạnh tay. Thì hôm nay thêm một cái clip cho anh em mình nữa nè. Đây ha, mã 2 350, 55cm, đã vô dây chỉnh sửa hoàn chỉnh ha. Rồi tiếp tục cho anh chị em mình là mã số là 3, không, mã số 3, 300k, ghép gốc nhớt cũ bự cổ tay, ghép liền cốt. Cây ở đây là bán rẻ chứ không phải là suy yếu mới bán rẻ nha. Anh em mình nhìn kỹ cái cây giùm em nha. Cây xanh tươi mạnh khỏe và mùa liền cốt, cây hàng ngon nha. Anh em mình lấy số lượng có thể chạy xuống vườn. Đây, nụ cái nè, nụ chất lượng, tàn cành nhánh xanh mạnh khỏe hết nha. Kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền 300 ngàn. Đây, củ rất là to, anh em thấy rõ ràng ha. Chiều cao khoảng 57-58cm. Rồi tiếp tục cho anh chị em mình là mã số 4. Cây này là dạo Phú Tân ha. Chiều cao khoảng 50cm, hột số đen khúc ha. 350 ngàn. Gốc nhớt liền cốt 100%. Cốt tay cái, củ bự hơn chân cái, chột ghép già, cây vô dây chỉnh sửa, Phú Tân, bông 12-24 cánh. Rồi, tiếp tục cho anh chị em mình là mã số 5. Một cây giỏ Hữu Đức ghép gốc nhất, cũng vẫn là liền cốt 100%, giá là 350k. Cốt ghép bự hơn tay cái củ bự hơn cổ tay, cây già, nụ vàng chắc đẹp ha, chiều cao 60cm. Rồi, tiếp tục là mã số 6, 330k, vẫn là giỏ Hữu Đức ghép gốc nhất ha. Chiều cao 57cm, khoảng đó ha em này là không có đo nhưng mà em độ tại em canh với cái bảng này em độ cho anh em ha. Cốt bự hơn tay cái cũ bằng cổ tay. Đây ha. Cây già vô dây chỉnh sửa 330k. Báo giá ở đây là báo giá bao ship trọn gói cho anh em mình về tới nhà không có phí phát sinh nha. Tiếp tục cho anh em mình là mã số là số 7, dạo Phú Tân 300k. Ghép gốc nhớt liền cốt, cốt bằng tay cái cũ bự còn bằng ngón chân cái, chiều cao 60cm, dạo Phú Tân. Vẫn là tràn toàn mạnh khỏe chơi Tết ngon lành. Mã số 8 400k, dạo Hữu Đức gốc nhất, chiều cao 65cm. 400k, cốt ghép bự hơn tay cái cũ bự gấp rưỡi ngón chân cái, thân lắc từ gốc lắc tới ngọn, cây xanh khỏe mạnh nụ đẹp ha. Cái lô này rẻ thiệt, bởi vì quay cái clip lần nào báo cho anh em mình anh em cũng ủng hộ rất là nhiều. Tại người ta làm tại vườn tại nhà đó anh em, chứ không phải là chuyên mua bán ha. Đây, làm được nhiều nhà làm được nhiều thì người ta bán nhiều thôi. Chứ không có chuyên bán xong rồi đi mua về bán tiếp. Mã số 9 400k, cốt ghép bự này phản gấp gưỡng tay cái, nó muốn lên bằng ngón chân cái luôn rồi anh em. Cái củ bự bằng cổ tay ha, cái củ này nở tròn quay luôn đẹp nè anh em. Đây ha, cốt rất là già, cây tàn tròn, chiều cao khoảng 65cm, 400k nha anh em. Cây này đẹp nè. Rồi mã số cho anh chị em mình là mã số sai rồi, mã số 10 đâu. Đây nè, đây nè,
Đây nè, lụm lẻ lên đã sai mà còn để nó hoài. Rồi tiếp tục cho anh chị em mình là mã số 10, hàng ghép gốc nhớt ha. Cốt bự hơn tay cái, củ nằm bò dài. Củ này gấp đôi ngón chân cái ha. Chiều cao khoảng 65cm, 340k. Giả Hữu Đức ha. Rồi tiếp tục cho anh chị em mình là mã số 11, vẫn là giả Hữu Đức luôn. Chiều cao khoảng 55cm, giá là 330k luôn, mã 11. Cốt ghép bự hơn tay cái củ vẫn này nó em cổ tay ha, nó khoảng gấp đôi ngón chân cái, nó em cổ tay nè. Cây vẫn là khỏe mạnh và cây liền lạc ha. Rồi tiếp tục cho anh chị em mình là mã số 12, 350k, cốt ghép liền bự hơn tay cái, củ cổ tay ha. Chiều cao cây này cũng khoảng 60cm nè. Rồi mã số 13, 350k, cây này ghép được cái đường thân, mới chụp vô mắt là được cái đường thân, lắc từ gốc lắc tới ngọn này anh em thấy không nha. Sắn đường thân nó sắn nhẹ nhẹ từ gốc tới ngọn, chiều cao khoảng 55cm, 20, 40, khoảng 60 luôn nè, 60. 350k, mã 13. Cái củ ở đây nè, cái chỗ này ngay trong ngón tay em vịn bự hơn chân cái, rễ nó ăn bò, ở đây nó bò dài bự bằng cổ tay ha. Rồi tiếp tục cho anh chị em mình là mã số là 14, vẫn là giảo Hữu Đức ghép gốc nhớt luôn, vẫn là liền cốt 100% cho anh chị em mình. 350k, cốt ghép bự hơn tay cái củ bự bằng cổ tay luôn, bự hơn cổ tay nha. Chiều cao khoảng 60cm nha anh em, vẫn là vô dây chỉnh sửa tàn tròn cho anh chị em mình về chơi Tết rồi ha. Củ nở cũng khá là tròn nha. Rồi tiếp tục cho anh chị em mình là mã số là 15, 350k, cốt bằng tay cái củ nè. Đây ha, cái củ gấp đôi chân cái, củ này nó nở cao ha, 2, 4, chiều cao khoảng 55cm. Rồi tiếp tục cho anh chị em mình là mã số là 16, 350k, cốt ghép bự hơn tay cái củ bằng gấp rưỡi chân cái ha. Tên đây là một chân cái, đây dưới đây bự hơn chân cái ha. Đây nụ đẹp cho anh em mình về chơi Tết, chiều cao khoảng 65cm nha. Rồi tiếp tục cho anh chị em mình là mã số 17, 350k, cái này là cây cúc trân châu, giảo cúc trân châu, 24, 36 cánh, 350k, mã số 17, cốt ghép bự hơn tay cái củ bằng cổ tay. Cây này tràn tròn, chiều cao khoảng 65cm nha anh em, tràn rất là tròn luôn. Cúc trân châu thì 24 đến 36 cánh. Rồi mã số 18, 330k, chiều cao khoảng 60cm, vẫn là liền cốt 100%, cái củ bự hơn chân cái khoảng gấp rưỡi giống chân cái của mình ha. Cũng đã vô dây chỉnh sửa tràn tròn, thân lắc từ gốc tới ngọn cho anh chị em mình về chơi Tết luôn. Rồi mã số 19, giá là 330k, vẫn là giảo Hữu Đức ghép gốc nhất, chiều cao khoảng 60cm, khoảng 3 găng tay của em ha. Cốt bằng tay cái, củ bự gấp rưỡi ngón chân cái của mình, vẫn là tàn tròn, vô dây chỉnh sửa cho anh em mình về chơi Tết. Cái này là mã số 19 nha anh em. Rồi tiếp tục là mã số 20, mã số cuối cùng trong clip ngày hôm nay cho anh chị em mình luôn, giá là 350k, mã số 20, cốt ghép bự hơn tay cái củ ở đây bằng cổ tay nha anh em, cái củ bằng cổ tay của em. Cây ở đây á là nhà vườn em thấy nó rẻ thiệt ha, bán như vậy thì rẻ, thì nhà vườn bán được thiệt, nhưng mà mốt anh em mình kiếm nhiều khi kiếm rẻ nữa không có ha. Cái này cũng là một cái lợi thế và cũng một là cái yếu điểm ha. Nói chung là gặp cái nào thì mua bán cái đó thôi, tại vì này nhà vườn ta mua bán thì mình không có xen vô cái giá được. Có một số anh em mình nói thì nghe, có một số anh em mà không biết sao mà bình luận được những cái câu nói như vậy luôn anh em. Ý kênh bự muốn quay như quay, tại đó cơ em quay thì em quay thiệt, nhưng mà chủ vườn người ta báo giá chứ em đâu phải vậy, muốn cơi cây này lên 400 ngàn rồi đâu em đâu có cơi. Hoặc là người ta bán 500 em kêu người ta bán 350, người ta đâu bán đâu. Cái giá là cái của nhà vườn người ta tự ý người ta đưa ra, còn em là chỉ quay cây mạnh khỏe thì em nhận quay, cây xấu em không quay thôi, cây yếu em không quay, cây mạnh em quay. Còn cái giá là của nhà vườn quyết định nha, chứ không phải là kênh bự kênh nhỏ gì rồi muốn quay giá bao nhiêu là giá nha anh em ha. Anh em có nhiều cái sự chọn lựa thôi, chứ không phải là em muốn quay, em có nói chủ vườn ví dụ như giá tham khảo một, em nói chủ vườn giá cao thì người ta chỉnh giá lại, giá thấp thì người ta bán giá thấp thì thôi ha, người ta bán giá vậy mình vẫn quay thôi, người ta kêu mình quay mà ha. Rồi cây ở đây anh em mình thấy rất là mạnh khỏe, xanh đen, nụ đẹp, vô dây chỉnh sửa, giá bao ship báo chi tiết kích thước cho anh chị em mình hết rồi ha. Anh chị em mình coi clip mình phái mã số máy cây nào thì anh em mình liên hệ trực tiếp bên nhà vườn giùm em. Số điện thoại của chủ vườn thì em sẽ để tên cái tiêu đề, anh em mình có việc gặp trực tiếp chủ vườn để mình trao đổi thôi. Rồi em cảm ơn tất cả cô chú anh chị em mình đã xem và ủng hộ em trong thời gian qua rất là nhiều ha.